Ông bà Bennett sinh được 5 cô con gái, bởi vì các con đều đã đến tuổi lấy chồng, nên bà mẹ muốn tìm cho các con một người chồng giàu có. Một hôm có tin anh chàng giàu sang Chác mới chuyển đến, cùng đi với anh còn có Darcy với khối tài sản vô cùng lớn. Bà mẹ vội thuyết phục người bố đến đó hỏi thăm, người bố thông thái đã đến đó từ trước rồi. Ông nói Chác mời gia đình đến tham gia vũ hội vào tối mai, và ông bằng lòng gả cho cậu bất cứ đứa nào cậu thích. Điều đó khiến các con vô cùng vui sướng, chúng bàn tán để lựa chọn bộ đồ cho buổi tiệc. Chỉ có chị hai Ellie là chỉ ngồi một chỗ cười trừ. Trong bữa tiệc mọi người vui vẻ nhảy nhót, khi tiếng nhạc dừng lại mọi người vui vẻ nhường đường để Chilis cùng người bạn Darcy bước vào. Khuôn mặt Chilis vênh như cái bánh đa nướng, người mẹ trông thấy vội xui chồng ra giới thiệu các con. Sau đó bà nhanh chóng đưa các con tới ra mắt Chác, liền nở nụ cười chào đón họ. Còn khuôn mặt của Darcy cứ như đưa đám, Chác vừa nhìn đã yêu thích chị cả Jane. Suốt buổi khiêu vũ anh luôn ở cùng với Jane, còn Ellie đi đến mời Darcy cùng khiêu vũ nhưng bị anh thẳng thừng từ chối. Có lẽ anh chỉ xem Ellie bình thường như bao người khác, cô cũng chẳng quan tâm liền hòa mình cùng với người khác. Nhưng khi anh nói xấu Ellie thì bị cô nghe thấy. Darcy nói Ellie trông cũng chỉ tạm tạm. Câu nói này khiến Ellie không vui. Còn bà mẹ đang tìm cách tâng bốc các con của mình, Ellie cố ngăn mẹ lại nhưng bà vẫn nói liên hồi. Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội báo thù Darcy. Cô nói cho dù bản thân không xinh đẹp nhưng có thể dùng điệu nhảy để khiến người khác say mê. Nói xong cô liền quay người rời đi. Câu nói này đã khiến Darcy say có cảm tình với cô. Về nhà hai chị em cùng nhau tâm sự. Dường như Jane đã yêu anh chàng Chác lắm rồi. Vài ngày sau Jane nhận được thư mời của Chác. Cả nhà thấy vậy vô cùng mừng rỡ, nhưng ngoài trời có vẻ sắp mưa lớn. Để gây sự chú ý, bà bắt con gái phải cưỡi ngựa đến đó. Jane dầm mưa nên bị ốm, đành phải ở lại nhà Chác, nhưng bà mẹ lại cảm thấy rất vui. Chỉ có một mình Ellie cảm thấy lo lắng cho cô chị. Cô đi bộ đến nhà Chác tìm chị gái. Đến đây cô vô tình gặp được Darcy lần nữa. Lần này Darcy có vẻ không còn ác cảm với Ellie. Cô nhanh chóng đến chăm sóc chị gái. Còn bà Bennett vẫn đang lên kế hoạch cho những đứa còn lại. Thấy đoàn lính hoàng gia diễu hành qua, bà xui con gái làm rơi thứ gì đó tạo sự chú ý. Thế nhưng chiếc khăn vừa ném ra đã bị dẫm nát. Ellie đang được Caroline dẫn đi dạo quanh nhà. Cô muốn Darcy dừng công việc lại để nói chuyện. Chỉ vài câu nói đã khiến Ellie cảm nhận được Darcy có một sự kiêu ngạo quá lớn. Ellie liền chào tạm biệt anh và ra về. Darcy cầm tay đỡ lên xe ngựa khiến cô cảm thấy bất ngờ. Trở về thấy gia đình làm cơm tiếp đón anh họ Colin. Lần này Colin đến muốn hỏi cưới Jane làm vợ, nhưng Jane đã sắp hứa hôn với người khác rồi, nên bà Bennett muốn để Colin lấy Ellie. Hôm sau George đã nhìn trúng Ellie trên phố. Họ đang đi dạo bất ngờ gặp Darcy và Chác. Darcy trông thấy lập tức bỏ đi. George nói bố mình từng quản lý tài sản cho nhà Darcy. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng không hợp tính cách. Bố Darcy cũng rất quý mến George, nên trước khi mất đã cho anh một phần tài sản. Nhưng Darcy không làm theo di chúc mà đuổi anh đi. Một hôm Ellie đi đến buổi vũ hội, nhưng cô nhìn mãi mà không thấy George đâu. Bỗng Colin đến mời cô khiêu vũ. Ellie nhận lời nhảy nhưng chỉ nhảy cho có lệ. Nhưng khi Darcy đến mời cô liền đồng ý ngay. Lần này Darcy đã mở lòng hơn so với trước. Kết thúc buổi tiệc bọn họ đi xe ngựa ra về. Hôm sau Colin đến cầu hôn Ellie, nhưng cô đã trịnh trọng từ chối hắn ta. Cô vừa chạy ra ngoài, bà mẹ đã đuổi theo sau. Người mẹ khuyên cô lập tức đồng ý cưới Colin, còn người bố thì luôn đứng về phía Ellie. Có lẽ Ellie luôn là người được bố yêu quý nhất. Mà lúc này Chác đã rời khỏi thành phố. Ellie động viên chị gái đến thăm London thăm Chác. Chị gái lập tức đi theo tiếng gọi tình yêu của mình. Không lâu sau, bạn thân của Ellie đã kết hôn với Colin. Một thời gian sau cô đến thăm nhà cô bạn thân, không ngờ cô lại gặp được Darcy tại đây. Thì ra cô của Darcy chính là người đỡ đầu cho Colin. Bà mời ba người cùng đến ăn bữa tối. Sau bữa cơm cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Ellie còn chơi một bản nhạc tặng cho mọi người. Hôm sau trong lúc Ellie đang viết thư cho chị gái, Darcy bỗng đi đến chỗ cô, nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô bạn thân trở về. Darcy ngại ngùng vội bỏ đi ngay. Trong lúc đang nghe giảng ở nhà thờ, người giúp việc của cô Darcy nói rằng Darcy đã giúp Chilis tránh được cuộc hôn nhân không mong muốn. Ellie tức giận chạy ra ngoài dưới cơn mưa tầm tã. Không ngờ Darcy lại chạy tới đây tìm Ellie. Anh đã qua sự ngăn cản của gia tộc và sự kỳ vọng của mọi người. Anh nói bản thân không sống nổi nếu thiếu Ellie, hy vọng cô có thể chấp nhận làm bạn đời của anh. Ellie không do dự mà thẳng thừng từ chối Darcy. Cô không thể chấp nhận người phá vỡ hạnh phúc của chị gái, đem lại cho cả hai một nỗi đau tột cùng, lại còn tự cao tự đại và hay xem thường người khác. Hai người xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt. Darcy tức giận liền bỏ về. Ellie ở lại cũng không mấy vui vẻ gì. Trở về cô ngồi một mình trong phòng suy nghĩ. Darcy đi đến nhưng chỉ để lại một bức thư. Trong thư giải thích những hiểu lầm với cô. Không phải anh đã đuổi George đi, mà ta ham chơi đến nỗi tán gia bại sản. Một năm sau trở về thuyết phục cô em gái bỏ trốn, mục đích chiếm đoạt số tài sản của em gái. Nhưng khi biết mình không được hưởng lợi liền bỏ đi. Anh cũng xin lỗi về chuyện của chị gái Ellie. Sau chuyện này Ellie đã trở về nhà của mình. Chị gái nói bản thân đã quên Chác rồi, nơi đó có rất nhiều thứ để giải trí. Giờ cô mới nhận ra có thể Darcy đã nói đúng. Bỗng Lydia bước vào đòi đi biển chơi. Ellie đến nói bổ đừng cho Lydia đi, nếu không rất có thể Lydia sẽ biến thành đứa lẳng lơ. Nhưng ông cũng không thể cản nổi đứa con bướng bỉnh kia. Hôm sau Ellie cùng cô và chú đi du lịch. Bọn họ đi ngang qua căn
nhà của Darcy. Cả ba người bước vào tham quan ngôi nhà, nhìn những bức tượng khiến cô rất thích thú. Người làm liên tục khen ngợi tính cách của Darcy. Bỗng tiếng đàn vang lên thu hút Ellie, đấy chính là người em gái mà Darcy nhắc đến. Nhưng Darcy đột nhiên xuất hiện, khiến cô sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, nhưng Darcy cũng đuổi theo phía sau. Ellie vội vàng giải thích mọi chuyện, sau đó chào tạm biệt anh rồi ra về. Hôm sau Darcy lấy danh nghĩa của em gái mời Ellie dùng bữa, thấy ba người đến nhà mình từ sớm, cô em gái vội chạy ra đón khách. Cô bé vừa nhìn đã có cảm tình với Ellie. Tối hôm đó người bố viết thư báo tin người em Lydia của cô đã bỏ trốn cùng York, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cô lo sợ mình sẽ mất đi đứa em này mãi mãi. Darcy ngay lập tức lên đường đi tìm người. Bà Bennet lúc này giận đến nỗi phát bệnh nằm liệt giường. Chuyện này không những phá hoại thanh danh của nó mà còn ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Hôm sau gia đình nhận được một bức thư, trong thư nói đã tìm được Lydia và York. York nói hắn ta sẽ đồng ý cưới Lydia với điều kiện mỗi năm phải đưa cho hắn 100 bảng. Bà Bennet lập tức khỏi bệnh khi biết con gái sắp cưới. Cuối cùng thì Lydia cũng trở về nhà. Trong bữa ăn cô không ngừng khoe nhẫn kim cương của mình. Cô em gái nói chính Darcy đã tìm ra bọn họ và đồng ý chi trả mọi khoản cho đám cưới và dặn Lydia không được tiết lộ với ai. Thì ra Ellie luôn hiểu lầm Darcy bấy lâu nay. Sau mấy ngày về nhà ăn chơi thì Lydia lại đi theo chồng, mà Darcy và Jack tìm tới nhà Ellie. Đại gia tới nhà khiến người mẹ vô cùng bối rối. Mấy mẹ con cùng nhau thu dọn nhà cửa. Bà thúc giục các con ăn mặc lộng lẫy ra đón tiếp. Chớp mắt mọi người đã sẵn sàng ra tiếp đón. Hóa ra họ chỉ tiện đường nên ghép vào chào hỏi. Sau đó hai người cùng nhau trở về thành phố. Dưới sự khuyên nhủ của Darcy, cuối cùng anh cũng buông bỏ sự kiêu hãnh. Jack đi đến xin gặp riêng chị cả Jane. Sau đó anh đi đến quỳ xuống cầu hôn chị cả. Jane bật khóc đồng ý lời cầu hôn. Còn Ellie lặng lẽ ngồi một mình dưới gốc cây. Tối đến cô của Darcy tìm đến nhà Ellie. Bà yêu cầu được nói chuyện riêng với Ellie. Bà liên tục trách mắng Ellie thậm tệ vì có người nói Ellie đã đính hôn với Darcy. Bà cấm cô tuyệt đối không được chấp nhận lời cầu hôn bởi bà muốn gả cháu gái của mình cho Darcy. Ellie lập tức lắc đầu từ chối và bỏ về phòng. Thấy vậy bà ta liền bỏ đi trong sự giận dữ. Đêm đó Ellie không thể ngủ nổi, cô bỏ ra ngoài lang thang đến vùng đất hoang sau núi. Từ màn sương dày đặc một bóng người quen thuộc tiến lại gần, thì ra người bước đến chính là Darcy. Hóa ra anh không ngủ được khi biết cô đến tìm Ellie. Vốn dĩ anh đã định từ bỏ rồi, nhưng nghĩ lại có thể vẫn còn hy vọng. Tình cảm của Darcy đối với Ellie rất mãnh liệt, anh hứa sẽ cho Ellie một cuộc sống hạnh phúc. Dưới sự chứng kiến của bình minh, Darcy một lần nữa bày tỏ tình cảm với Ellie. Lần này Ellie không còn từ chối nữa, cô gái tiến đến hôn lấy bàn tay của Darcy. Hai người cùng nhau về nhà xin phép bố mẹ Ellie, nhưng lần này người bố lại can thiệp vào chuyện của Ellie. Lần này cô khóc vì biết mình đã đánh giá sai Darcy, anh ấy không kiêu ngạo như mình trông thấy bên ngoài. Cô cũng nói mọi chuyện mà Darcy làm cho gia đình. Người bố thấy vậy cũng bật cười ôm chầm lấy con gái. Cuối cùng hai người cũng chính thức bên nhau. Giờ họ đã thấu hiểu được đối phương, đừng nên đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài. Mọi việc bạn nhìn thấy đôi khi không phải như vậy. Kiêu hãnh và định kiến là một trong những tác phẩm văn học cổ điển được yêu thích nhất mọi thời đại. Chính vì vậy tác phẩm đã được chuyển thể thành nhiều phiên bản, nhưng đặc sắc nhất chính là phiên bản 2005. Sự khác biệt về tầng lớp xã hội dẫn đến những định kiến của các nhân vật. Bộ phim là tiếng nói của những người phụ nữ độc lập, dám đấu tranh đứng lại sự áp đặt và đứng lên giành lấy điều mình thật sự mong muốn. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!